gặp nhau khi con ngủ đây. Shh, mấy đứa nhỏ đang ngủ, mình nói chuyện khe khẽ. Khe khẽ thôi em. Nhưng mà mình nói nhỏ quá là khán giả nghe không? Không nghe, thôi kệ mấy đứa nhỏ đi. Kệ đi, mình lớn hào sảng đi cho khỏe em. Ủa chị, qua nhà uống trà chị mặc đồ đẹp dữ vậy? Thì em nói custom màu trắng mà sao em chơi màu nút vậy? Để cho chị nổi bật hơn. Không, gặp Trinh lúc nào chị Khỉ cũng phải gọn gàng đâu đó, đúng không? Phải đẹp đẽ. Không phải gặp em, em thấy chị đi đâu cũng vậy, chị lúc nào cũng chỉnh chu hết. Thì cái đó là gọi là mình bị giống như là sự chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ đúng không? Mà như lại chị bị điệu nữa. Vậy hả? Bị điệu em biết. Ai nói chuyện vậy? Anh nói có mình em không nói à? Không sao mà đúng quá vậy. Nhưng mà điệu thì là điệu dễ thương. Nói chung là chị quen rồi, đi ra đường là cực móng tay cũng phải đàng hoàng, tóc tai đồ này nọ, móng tay là tất cả mọi thứ mình phải, thí dụ như đi gu của em nó chiêu chiêu là chị cũng phải mặc đồ nó thanh lịch tí xíu. Là chiêu dữ chưa? Chiêu hơi dữ. Hơi thanh lịch nha. Đó, em thấy không? Em mình tưởng chị đi quẩy không đó. Trời đất ơi, đồ thanh lịch mà. Nhưng mà nói thiệt nha mọi người, có một bí mật chấn động mà chị Thủy không biết uống rượu, không biết quẩy. Đi vô ba là ngồi ngủ ngồi ngáp không hả? Có bao giờ vô ba đâu, toàn tụi em đưa chị vô. Không, cái đó là Thanh Duy nhắn với em nè. Nhưng mà tóm lại khi mà chị càng chỉnh chu em càng tò mò, em càng thắc mắc. Sao em không? Càng suy nghĩ là không biết lúc mà bả làm mẹ đó, cái có gắn lông mi không? Hơi có ghê nha. Không có dặm cushion mà má không ngực không? Giống ai cũng giống ai nha, hơi ghê nha. Rồi là... sữa có thấm ướt áo không hay là hơi chị cũng chỉnh chu luôn? Hơi ghê nha em. Thấm mình đầy luôn, tại vì chị cũng không biết em em có giống chị không chứ chị thấy năm rồi. Chị thấy là chị không ướt nhẹp luôn đó, mặc áo là phải có áo để mà mình thấm cái sữa nó tràn ra ngoài, tại sữa chị rất là nhiều luôn. Rất là nhiều là nhiều bây giờ. Kinh mình nói thiết. Một con số nha, khoan bây giờ nói một cử nha, hai mình cùng nói một lúc nha. Rồi quên rồi, để lâu quá quên rồi. Chị nhớ lại đi. Chị nhớ cái lúc mà mình dắt đó là được bao nhiêu á, tầm khoảng dụ một cái chai bự vậy là 350 nè. Hơn luôn. Hơn luôn hả? Tại vì một lần chị dắt á là 300 mấy, nhưng mà vừa dắt xong nó ra tiếp. Vậy là chị dắt bao nhiêu lâu thì hết? Chị em tính dắt cho. Có nghĩa là tầm khoảng ít nhất cũng phải 5 bịch. Năm bình năm bịch á, cái bịch năm bịch để mình để đâu mất. Làm có bịch 150, có bịch 180, có bịch 250 luôn đó nha chị. 250. Năm bịch 250 một lần dắt. Là chị dắt 6 là tiếng hay sao? Vấn đề của chị là nó không phải 6 tiếng hay là như thế nào. Có là cứ dắt là nó ra, cứ dắt nó ra giống như con bò sữa vậy đó. Ôi, cái hen đó, cái này mà chị có bị cái hội chứng gọi là dư sữa hay tiết sữa hay hưng phấn sữa không? Là dư sữa và nó bị kiểu như là nó không có nín được. Kiểu là nó cứ trào ra. Em có tin không? Có nghĩa là nó bây giờ mình nói nó mình tả thì các mẹ đừng cảm thấy nó hơi lạ. Nếu mà các mẹ chưa không, có nhiều mẹ sữa quen còn các mẹ chuyện này rồi. Các mẹ nhiều sữa mới biết nha. Còn dạ. Các mẹ không nhiều sữa không hề nghĩ là nó có thể bắn tia ra giống như giòi sen. Wow, em tưởng tượng một cái hình niêm là cái hình me me luôn đó chị. Rất là mắc cười. Nói chung là khi mỗi lần chị bị bắn như vậy, mẹ chồng chị rồi chồng chị án cười hết trơn. Là giống chị bắn súng như thế. Kiểu như bắn giò sen đó. Là chị phải bịt nó lại, em hiểu vấn đề không? Và khi bịt nó ướt hết, nó ướt luôn cái áo, ướt luôn cái miếng thấm luôn. Nó kinh khủng đến mức như vậy. Em nghĩ chắc là 1-2 lít một cử đó chị. Là đó. Một ngày chị có biết là bao nhiêu cử không? Thí dụ 3 cử, 4 cử thì có phải là 4-5 lít không? Con chị nó uống rất là nhiều, đến bây giờ tính là một ngày 7 lần luôn đó. À, cái cử uống của bé không tính, tại cử uống của bé dụ như maximum là 200ml đi. 7 lần đi có 1 lít 2, mà một cử là chị dắt hết 1 lít 2, cử chị dư hết 3-4 lít thì làm gì? Chị suy nghĩ xem. Chị biết là chị cứ dắt rồi xong nó ra, chị dắt nó ra chứ chị không có tính như em. Tại em rất là tò mò về các mẹ khác như thế nào. Chị để ý không? Khi mà phụ nữ làm mẹ họ bắt đầu sẽ so sánh. Không biết mình làm mẹ tốt chưa? Như vậy là đủ sữa chưa? Như vậy là ít sữa? Hay là nhiều sữa quá? Rồi cái sữa đông làm gì? Đừng nghĩ áp lực quá về vấn đề sữa nhiều và ít. Ví dụ như mình, giống như chị may mắn chị có sữa nhiều. Nhưng thật ra chị nói thiệt nó bị nhiều quá. Nó bị dư quá, con uống không hết. Nói thật với mọi người thì phải bỏ đó. Tại vì mình cũng không dám cho những đứa trẻ khác uống. Vì chị để tủ đông lâu quá cũng đâu có tốt đâu em. Nên là chị nghĩ là cứ vừa vừa là được, đủ cho con uống là được. Chứ còn như chị thì nói thật chị cũng không hãnh diện là chị quá nhiều sữa đâu. Chị không dám khoe luôn. Tại vì khoe rồi mà con mình không uống hết thì cũng rất là mang tội đó. Nhưng mà có một giải pháp cho những bà mẹ giống như chị á, là họ có thể đưa vào trong ngân hàng sữa để cho mấy bé nào mà không có sữa. Chị biết một bịch nó ở trên mạng người ta bán ngầm ngầm bao nhiêu không? Bịch chị, nhỏ là 100-200 là đó. Em biết sao không? Vì do là cái phần mà về tủ đông mình mua chưa có phải gọi là chuyên để mình giữ được cái phần gọi là
chất lượng của sữa, cho nên là mình cũng không dám đem vô ngân hàng sữa hay bất cứ một cái gì, không dám quyết định gì luôn. Lỡ như sau này, nghĩa là thời gian lúc đó chị cũng lu bu con nè, rồi cái thứ hai là chị bị tắc sữa luôn, có nghĩa là nhiều quá cho nên nó bị tắc luôn, có nghĩa là khi mà cái sữa nó chưa ra hết nó lại đông lại nó bị tắc, nên là chị phải giải quyết thêm cái đó. Ôi, sợ cái đó nha, kinh khủng khiếp. Chị kêu Huy Ngô Mai Trang bảo với em là chị ấy có ba người con và chị sợ nhất là sữa về, và khi mà sữa về cũng y như tình trạng chị bắt rất là nhiều, và kiểu khi đau nhất là cái hạch đó. Đúng rồi, nó nổi hai cái hạch ngay phần nách. Đúng rồi đó, nổi rất là nhiều, nổi đầy lên. Vậy là thời gian đó chị không phải là một người chỉnh chu như khán giả vẫn thấy. Chắc chắn là không đẹp đâu. Mà chị có Facebook những hình ảnh xồ xè đó của mình, hoặc là những hình ảnh mà ọc sữa chứ. Rồi tùm lum không? Không, ọc sữa là không dám chụp lại ghê đó. Chỉ có cái có mấy cái tấm hình chị hơi xồi xè đồ đó. Nói chung là, nhưng mà chị thấy cái đó cũng bình thường mà. Tại vì người mẹ nào mình sinh con thì mình cũng không cần thiết phải đẹp như lúc đó. Chỉ cần con mình khỏe, con mình tốt. Đó, nhưng mà sau đó chị ra đường chị vẫn đẹp mà. Mình có quyền khi ra đường thì mình vẫn đẹp, ở nhà mình đừng có quá xô xề, chị vẫn phải gọn gàng chứ không phải gọi là cảm giác như mọi người nói. Nhưng mà thật ra là đúng là lúc đó không đẹp thiệt, mắt thì thâm nha, tại mình thức đêm. Chị là người cầu toàn em biết rồi, giống như em bây giờ còn đi làm, với chị là vừa đi làm vừa đi về vừa đi làm, có khi chị bỏ không đi làm gì ở nhà luôn chăm, tại vì kiểu như mình không có, giống như là không có tự tin tưởng, không có tin tưởng những người xung quanh. Đó, cho nên là chị hay chăm con, chị có khi nhiều lúc chị bỏ thời gian công việc của chị lo con. Nhưng thí dụ chị giao cho người thân chẳng hạn như bà nè, ông này chăm, thì chị có cảm giác là tự tin hơn không? Không chăm nổi luôn. Kiểu như mọi người giống như là chị chăm giỏi quá rồi, mọi người giống như không chăm, muốn chị đi về. Em hiểu vấn đề không? Đấy là thí dụ như con chị bị ọc sữa là chị biết cách làm sao cho con, làm sao nó không có bị trào ngược dạ lại. Hay là tức là cái sự kiên trì và kiên nhẫn của người mẹ nó sẽ khác ông bà. Về bản thân mình, con mình thì mình sẽ kỹ hơn, tối mình thức đêm rồi mình chăm thật là kỹ, chứ có là chị không ngủ luôn á, chị cứ thức chị chăm vậy đó. Thì hỏi đâu mà sức khỏe chị đi làm nữa, thật sự là như vậy. Nên là trong thời điểm đó nhiều lúc chị vừa phải kinh doanh về mảng mỹ phẩm của chị, vừa đi hát rồi vừa đi làm vừa chăm con, nói thật với mọi người là cũng hơi mệt đó, phải đơn giản không? Đó, mới có phần đầu bật mí thôi mọi người, thấy không? Là câu chuyện gặp nhau khi con ngủ á, bao nhiêu thứ để cần phải trao đổi, có người mẹ này người mẹ kia, có người sửa đít sửa đát. Dạ đúng rồi. Ví dụ như là em cũng vừa thôi, em tưởng là em vắt được một cữ là 300-400 là em ghê lắm rồi, cho đến khi có người bảo chị là 300-400 là chị hơi bị ghê luôn. Nói chung mọi người không tin, nhưng mà mọi người cứ hỏi ông xã thì đi, chắc chắn mà ai cũng sợ luôn, mẹ thì cũng sợ, mà không phải là một mình bé Lana nha, Henry cũng vậy luôn. Đều bị sửa nhiều vậy, cứ là không ngừng lại được một tí nào luôn. Em tin không? Nào mình dứt được tình trạng đó chỉ để cho mình có thể đi làm mà không có bị lo về chảy sữa nữa. Thì nói chung là trong thời gian khoảng từ 3 tới 4 tháng là bắt đầu là thấy không chịu nổi, là vì do là sữa nó cứ ra nhiều, xong rồi cái chị cứ đẩy nó lại. Chị cứ đậy cái đồ mà để che sữa lại, xong chị bích á, chị bích riết cái, xong cái phần nghe thấy thốn rồi đó, cái phần tia của mình nó bị tắc, nó bị khô, thế là em mới phải nặn nó ra. Nặn nhưng mà lúc đó nó đang cương, nó đang căng như vậy mà mình phải nặn ra để cho nó ra. Có khi là mấy cái đống sữa ngay cái phần mấy cái chỗ tia của mình á, nặn nó ra nó đau kinh khủng, chảy nước mắt. Có nghĩa là nói thật với mọi người, nếu mà các mẹ có ai đồng cảm như Thủy thì sẽ thấy là cái phần mà để mà chữa cái phần mà bị tắc sữa còn đau hơn là mình đi đẻ này. Là nó đau được mà thấu xương. Em hiểu cái kinh khủng khiếp. Như con em mà nó có, em có cho con bú có. Thì nó cắn tí xíu là em đã thấy nó tê tái đúng không? Còn này là phải nặn giống như nặn mụn nha. Kiểu khảy nó ra, khảy những cái phần đó ra để mình đỡ bị tắc. Tại không có còn cách nào nữa rồi, không còn cách nào để làm, không có cái máy nào để mà có thể mình làm được cái phần đó cho nó sạch nhất có thể. Đó mọi người thấy không? Thật ra thì mỗi người đều có một cái nỗi khổ riêng. Mẹ ít sữa thì xin vía các mẹ nhiều sữa. Đó, mà mẹ nhiều sữa thì xin vía làm ơn cho tôi ít sữa lại cũng đúng được. Đúng rồi, thật sự là chị không có xin nhiều đâu, chị xin vừa thôi, nhưng mà nó cho nhiều hai lần là coi như đó. Thôi còn vừa đủ xài là à, nhưng mà hôm nay quay lại là hôm nay đầy tháng của con trai em, mà em vẫn phải không làm, phải đầy tháng mà đầy năm tháng. Đầy năm tháng dạ. Em vẫn phải đi làm như vậy. Em biết làm sao bây giờ,
không lẽ bây giờ em ở nhà em ôm con em ngủ thì ôm con em ngủ cũng là ước mơ của em đó, nhưng mà nếu mà em ôm con em ngủ thì ai đi làm để mà nuôi con em đây? Nói chung là mỗi người có một cái hoàn cảnh, một cái cách để mà mình chăm con. Nhưng mà chị nghĩ là chồng em quá tuyệt vời nè, thêm ba mẹ em ở bên cạnh. Như chị ba mẹ ở xa không mà không có ở bên cạnh nhiều, cho nên chị cũng không có được hỗ trợ nhiều lắm. Đó có phải là lý do là chị bỏ hết những cái công việc đi diễn bình thường để mà chị có thể tập trung vào việc kinh kiếm tiền được? Thật ra không phải vậy đâu, do là từ một thời gian là chị cũng sinh em bé rồi, một thời gian có một khoảng chị cũng hơi kiểu mệt mỏi. Nên chị cũng muốn là ngừng khoảng thời gian để mình dành cho gia đình. Rồi từ đó là chị cũng muốn chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, tại vì bản thân chị cũng thích kinh doanh, chị muốn thử sức. Để đó là xong thì chị thử sức thì chị thấy chị cũng rất là hợp. Đó, rồi còn đi diễn đi hát thì có một khoảng là sau khi thi chi Bước Nhã Hoàng Vũ xong là chị có một xíu gọi là không có được mặn mòi về cái nghề này lắm. Khoan dừng lại khoảng chừng 5 giây, có phải có một điều gì đó xảy ra khiến cho chị cảm giác là mình không thuộc về sân khấu nữa, hay là một cái năng lượng nào đó khiến cho chị cảm giác mình không có tích cực trong nghề nữa? Nói chung là một xíu cảm xúc về cái ngành nghề của mình một tí thôi. Mình cảm giác là nó không thuộc về mình lắm trong thời điểm đó. Chị thì chị là cái người thích cái gì nó rõ ràng, thích cái gì nó... mọi thứ nó cứ phải tuột tuột ra vậy đó. Mà thí dụ như trong nghề mà chị thấy một cái gì nó không đúng như chị đi á, hay là nó có một cái gì nó trong giới mình nghe nhiều câu chuyện quá, cái tự nhiên mình bị tuột hứng luôn. Đó là cái điều đã diễn ra đa show vậy, trước mini live show. Nhưng mà mini live show vẫn được diễn ra mà. Mini live show vẫn diễn ra là bởi vì khán giả yêu cầu chị quay lại rất là nhiều, đến bây giờ vẫn vậy. Chị đã có một thời gian là chị không có muốn, chị cũng nói là chị nói nhẹ nhàng là để chị lạnh, nên để chị kiểu như né qua là về chị làm về lĩnh vực kinh doanh. Để nhưng mà mọi người cứ kiểu chị thấy quay lại đi, chị thấy hát lại đi mấy bài hit của chị, em nhớ chị là quá khứ của tụi em. Rồi cũng như là cũng rất là được mọi người yêu thương. Rồi ông Tổ cũng đãi chị là đi diễn lại rồi show ở nước ngoài. Thì chị live stream hay là tương tác với tất cả các khán giả của chị thì cũng kêu là chị Thủy ơi, chị quay lại đi, tụi em muốn nghe được những bài hát của chị. Đó, Think of You, rồi Microphone, rồi Anh Tin Vẽ Cho Kỷ Niệm. Rồi nói chung quá trời bà xem vẫn yêu. Thì đó, từ đó chị mới cố gắng chị làm cái memory á, lúc mà để chị quay trở lại. Thật ra cái đó cũng chỉ là để chị làm một cái gì đó để khán giả nhớ tới mình, nhớ tới cái tên Thu Thủy thôi. Chứ thật ra đến bây giờ vẫn, chị nói thật với em, chị không còn được cái cảm giác như lúc đầu chị vào nghề. Cái cảm giác hào hứng hơn khi lúc đầu chị vào nghề. Có khi nào lúc chị vào nghề là chị 4 tuổi, chị rất là hào hứng ở cung thiếu nhi, cái sau đó chị hát được 34 năm đi, thì thí dụ lúc đó là đã quá lâu rồi nên chị cần một cái làn gió mới, một không khí mới hay không? Chứ không phải là chị không muốn hát nữa. Nói chung là không phải, kiểu như là nếu như mà mọi người clear lại cái tất cả những cái hành trình chị hoạt động nghệ thuật thì chỉ có một mình à. Dạ. Từ xưa đến giờ chỉ có một mình thôi, và các mọi người xung quanh cũng chỉ là những cái dự án của mình, như album từ bản, như album sau. Rồi giống như là chị trong thời điểm đó chị cứ thủi chị làm vậy đó. Rồi đến bây giờ khi mà bắt đầu chị thi Bước Nhã Hoàng Vũ xong, sau hết rồi thì mọi người mới công nhận những cái điều đó chị làm. Thì chị muốn là có một khoảng thời gian đó chị phải nghỉ ngơi, chị dành cho mình nhiều hơn, dành cho gia đình. Chị nghĩ là cái đó là điều chị chưa bao giờ tiếc nuối. Tại vì mình là một người phụ nữ, là một người có gia đình, có con, thì cái chuyện mình lùi lại để mình lo cho gia đình là cái điều mà chị nghĩ nó thiêng liêng. Chị chấp nhận chị dời cái sự nghiệp của mình qua một bên để mình có thể thỏa được gọi là cái sự gọi là gì ta, hết mình vì gia đình của mình, vì con của mình đó. Nói chung em thấy là không phải là chị đang kiểu như tạm biệt sân khấu đâu, chỉ là rẽ sang một cái hướng mà thời gian để nghỉ ngơi, thời gian để nghỉ ngơi, bởi vì chị vẫn thỉnh thoảng ra một vài những MV gia đình rất là dễ thương. Và dòng máu nghệ thuật thì vẫn sôi sục. Đúng rồi, dòng máu sôi sục thì vẫn có. Nhưng mà trong thời điểm đó chị muốn nghỉ ngơi đó, thật sự là như vậy. Nhưng mà mọi người cứ vẫn tiếc thôi, đến bây giờ vẫn tiếc, chị thấy sao chị không quay lại thôi, cứ vẫn tiếc. Nhưng mà mình lại nói quá để cho mọi người hiểu là không phải là mình bỏ hết, mình muốn
mọi người, tất cả khán giả của mình muốn cho mình một khoảng thời gian để mình dành cho gia đình. Nên mọi người đừng có chấp, đừng có tiếc nữa. Đó, thì bây giờ chị đang nói là chị cũng rải, bắt đầu rải chị ra những cái sản phẩm nhẹ rồi đó. Nhưng mà 2024 là chị sẽ nhất định là quay trở lại với lại cái bản nhạc, phải rồi gọi là nhảy hết cỡ. Ok, là nhạc dance hả? Dance. Ok. Nhảy rồi ít nhất là tập luyện lại cho cơ thể, bắt đầu eo ót lại, săn chắc lại. Nhưng mà cái đó là chị sẽ cố gắng, tại vì hiện tại là chị đang nung nấu rồi, nhưng mà trong cuối năm nay nó nhanh quá, không thực hiện kịp. Dạ. Bây giờ em sẽ có một cái thử thách nhỏ nhỏ dành cho chị. Chị phải cho em xem hình nền điện thoại của chị mà không được đổi gì hết nha, trong vòng 5 giây phải đưa liền. Rồi, ok. Chị có để hình gì sexy gợi cảm không đó? Nếu như mà Trinh gọi là Trinh là một người em của chị thì Trinh chắc Trinh cũng đoán đâu phần nào đó chị Thủy sao, đúng không? Biết đâu để hình thương hiệu của chị thì sao? Không biết à, bây giờ cứ coi thử đi, coi đoán thử xem hình gì đây. Có thể là hình hồi trẻ, có thể hình album mới, có thể hình là chồng yêu, có thể hình là Lana hoặc Henry, hoặc là hình cả gia đình, hoặc là hình đi du lịch, hoặc là biết đâu một cô gái lãng mạn thì để hình trăng sao, vườn hồng gì đó. Ok. Ok. 1 2 3 action. Đợi em xem nhá, chưa kịp đổi hình nền đúng không? À, Lana. Ồ, đây có phải là hình mới nhất chị đổi không? Đúng rồi. Nguyên một gia đình luôn. Hình nhật rồi. Của Lana vào 22 tháng 9 này. Ồ, vậy là cách đây khoảng gần 3 tháng thì lúc này á là cả gia đình mình chụp cái tấm hình này rồi, chắc đẹp khác nữa, mà tại sao chị chọn hình này? Thì nói chung là chị hay đổi hình nào mới nhất, nhưng mà chị toàn để hình gia đình thôi. Có bao giờ chị giận ông xã, hoặc là chị bực mình quá, chị giận con quá, cái chị đổi ra hình một mình chị không? Chứ cái nết của em là vậy đó. Em bị trẻ con á, thí dụ em đang để hình cưới hai vợ chồng, cái mình cãi nhau mấy tiếng, cái sau đó em đổi thành hình một mình em thôi. Một phút sau em đổi hình em, cái hết tại, cả tại, cái tại đổi... dì quán như này nó mắc cười ở chỗ là chị như chồng chị giận tí xíu chưa đầy 5 phút về. Gì đâu, không đổi luôn hả? Là đổi chí, mất công đổi rồi thao tác cũng mất 5 phút. Còn nha em, còn em có khi em giận đến ngày mai thì em còn có thao tác 50 phút. Còn chị, ủa giận cũng chưa đến 5 phút rồi mình thao tác cũng mấy phút rồi thì thôi mình đổi chi. Nhớ lại chị cũng hay không có cái không có chưa có cái kiểu như hồi xưa lúc mà chị trẻ hồi giờ trẻ thì chị có hay làm vậy, nhưng mà bây giờ ủa bây giờ chồng thì gì thì giận là chuyện bình thường. Nên tập cho quen đi, coi như là kiểu giống như là không ăn cơm được thì cái chuyện giận như vợ chồng như kiểu ăn cơm. Cái nết của em là vậy đó, nhiều khi em giận chồng quá em block chồng em luôn. Mới đầu là unfriend thôi. Không, mà chị hiểu cái nết của em này là lúc em mới sinh bé nó vậy đó. Không, lúc nào cũng vậy hết. Ủa vậy? Chứ trợ lý của em cũng vậy đó, với chồng em cũng vậy luôn. Như vậy là cái nư rất dễ thương đó chứ. Xong em xin áp lại, nhiều khi người ta không cho, em hơi quê rồi. Vậy cái nết gì cũng dễ thương. Nói chung là mỗi người sẽ có một cái cách. Như chị thì cái nết chị nói luôn à. Thế dù chị giận luôn á. Giận luôn, cái là chị nói gì nhõng nhẽo vậy, chị nói thẳng ra chứ chị không có làm hành động gì hết trơn. Không, em ghim rồi em tự em xử lý. Còn em thấy chị nói gì trên phim trường rồi. Ừ, nó bổ quá à. Nó bổ quá, phim mệt quá. Là nói hết ra luôn. Cái gì có vụ đó luôn hả? Có. Nhõng nhẽo dữ vậy hả? Nhõng nhẽo dễ thương. Nếu mà em không bao giờ giận chị được, mặc dù thấy chị rất là giống công chúa. Nhiều khi em mắc cười quá. Em nói kìa cho bà Thủy uống nước đi kìa, bà la hoài kìa. Ủa có vụ đó hả chị? Lâu rồi, giờ khát nha. Em ơi cho chị miếng nước đó rất là từ tốn nha. Em chị khát nước có gì cho chị ăn không? Đúng, không có cái, nhưng mà lúc chứ đâu có vậy đâu. Lúc chị đó bụng chị dễ đạch có hả? Còn lúc chị mệt nhẹ nhẹ thì chị kêu là có nước không mấy đứa, có nước không? Nếu mà chị đang bực bội á là quay đi xô quá quý vợ, nhớ con không đi. Hồi xưa là con nhận là hồi xưa là có hơi vậy, nhưng mà giờ sau lâu rồi Trinh không gặp chị lúc sinh cũng không đo lâu lắm. Cũng mới đây qua nhà thì em nhưng đây. mà Trinh xin gặp chị nhiều đi, Trinh sẽ thấy chị khác. Chị giờ chị không còn vậy chị nữa, là rất là chủ tịch luôn. Chị bây giờ điềm đạm. Chị bây giờ là không dạy được nữa, tại vì cảm giác dạy thì cũng nó giống như mỗi mình sẽ có một cái giai đoạn khác nhau. Thôi không tin chị đâu. Chị mới vừa 5 phút trước chị nói là chuẩn bị ra nhạc dance cho mấy đứa quẩy lên nào. Không, cái đó đen là rồi. Cái đó yêu nghề nha, cái đó là cái năng lượng trong công việc, nhưng mà về cái thái độ và cái cách cư xử á là nó khác nha. Vậy thì bây giờ chị điềm đạm lắm. Tin chị. Hãy tin chị. Điềm đạm dữ chưa? Đó. Và sẵn hôm nay đến đây á, thì em nghĩ là đa số các mẹ bỉm sữa đều muốn quan tâm đến nhau. Em rất là thích khi mà em có con lần đầu tiên vài tháng em mới là mẹ thôi, mà em vào cộng đồng mẹ bỉm sữa em thấy thú vị lắm. Các mẹ hay nhắc nhau. Người mà không biết đứng ở ngoài cộng đồng á, thì sẽ nghĩ là sao mà các mẹ hay chỉ nhau cái này cái kia, người này có mới đẻ con mà chỉ cho cái người có con 2-3 con, hoặc là cái người này thì sao hay vặn vẹo người kia. Nhưng mà em là người đã có con với chị, mình sẽ thấy đôi khi một cái phương pháp sai nào đó mà mình thấy em bé đang được mẹ nó áp dụng vào, mình cũng ngứa ngáy, mình cũng muốn bảo
Em phải thú thiệt với chị á, khi mà em với các bạn làm mà podcast gặp nhau khi con ngủ á, mà cái điều sâu thẳm nhất mình muốn là thứ nhất là mình gặp lại những hội chị em thân thiết của mình, tại vì ít nhất là cũng khoảng từ lúc mà tháng 8 có bầu cho đến lúc mà sinh con ra vài tháng nữa mình đều có mình đứa trẻ đó thôi à. Cái nhu cầu giao tiếp của mình bị hạn chế nên đúng mình rồi. Muốn gặp lại chị em thân thiết mình tin tưởng á. Mình có thể ngồi nói chuyện giống như kiểu là chị qua nhà em, chị xách theo ký xoài rồi chị kể trên trời dưới đất gì đó mà em thấy vui lắm. Trời ơi thật sự me đó, cứ kiểu me em gần đẻ rồi mới qua đó. Tại vì sao không thấy em có bầu, chị thấy em mệt rồi, thấy em nặng nề rồi, thấy em đi chơi, trời ơi đi quá trời đi. Cái chị cũng kêu mày cứ thấy Facebook em mà rảnh rảnh rang tí xíu, me, trời hôm nay thấy bầu bự rồi nha. Chị nói em nhột quá, em chưa tặng quà Lana sinh nhật nữa nè. Vậy em định hỏi gì? Lana thích gì? Em nói thiệt, nó thiếu gì, như đâu có thiếu gì đâu đúng không? Lana hả? Sinh nhật 3 tuổi bé có mơ ước gì không? Thí dụ một cái lều Elsa hay là một cái xe đạp hay cái gì? Chị hỏi là thích cái gì? Con thích cái gì Lana? Kêu là con thích đi chơi. Nói sao đi chơi là đi đâu con? Dạ đi chơi. Nói xong chị hỏi là thích mặc gì? Mặc đồ công chúa không? Mặc đồ công chúa mà ở nhà nhiều lắm, em đừng mua. Rất nhiều. Xong mà hỏi thích đi đâu nữa? Mia đồ đó. Sẵn đang nói chuyện bé Lana 3 tuổi, tuổi lên 3 nè. Bé có cái cảm giác chống đối hay là khủng hoảng không chị? Còn giống đó. Như người ta nói. Trời ơi, tuổi lên 3 là tuổi khủng hoảng vì Henry đã từng như vậy rồi. Nên là sẽ là giống như kiểu chống đối là mình sẽ thể hiện cho ba mẹ hay cho những người xung quanh là con lớn rồi đó. Đó là con biết chọn cái này, con biết chọn kia. Em mới buổi sáng mà đi học mà để chọn đồ mất hết nửa tiếng hơn. Rồi là ví dụ như 8 giờ có mặt thì ít nhất là phải 6 rưỡi tụi chị phải kêu dậy mà dậy cầu. Từ từ vậy đó, chưa chịu dậy đâu, kiểu sớm quá. Dạ. Lúc dậy xong ngồi thử hết đưa váy này không chịu. Tới cái không chịu tại vì buồn ngủ á, chưa tỉnh. Thế rồi đến lúc mà lựa xong được bộ đồ, đánh răng xong đi ra khỏi nhà là coi như một tiếng mấy luôn á. Và tới nơi là gần coi như trễ giờ luôn mà các cô cũng phải chịu thôi. Chị nói với em là đang thích đi học lắm cơ. Thích đi học nhưng mà thích làm lẫy, thích chọn đồ, thích ví dụ như mẹ kêu đưa bộ này thì cái không chịu, thích bộ kia vậy đó. Xong đã cuối cùng cái con thích bộ của mẹ kiểu vậy đó. Đó nghĩa là mình kiểu thể hiện cho mọi người thấy là con phải được lựa chọn. Con phải được lựa chọn chứ không phải là mẹ lựa cho con. Đó, đầu là biết tự lựa. Xong rồi cột tóc này cứ kéo tóc xuống, không chịu, thích cột tóc kia kiểu vậy đó. Nhưng mà rồi từ từ á, mình nói từ từ thì con nó sẽ hiểu. Bây giờ là coi như nghe lời hơn rồi. Nhưng mà tùy nha, như Henry hồi xưa còn kinh khủng hơn nữa. Đánh răng không cho đánh, kiểu là không cho làm gì hết trơn á, kiểu là ông tự làm hay sao? Tự làm xong rồi đánh tung đánh cho đại cá xong chạy ra ngoài rồi kiểu năng động hơn, không có đứng im chỗ, chạy vòng cái mình rượt theo vòng. Nói chung là em chuẩn bị cho con trai của em, con trai là nó hay vậy đó. Con trai là sau này là Luca đó. Đó. Khá lắm chị ạ. Đó. Rồi chị hiền hay là vai giữ để mà kỷ luật? Chị thì chị cũng nghiêm khắc. Chứ giữ quá gừ gừ thì cũng vậy à. Kiểu như con mình mà mình giữ quá thì riết bị chai luôn á. Kiểu là mình nghiêm khắc thôi. Thế nếu như mà con không ngoan thì ba mẹ không dẫn đi chơi chẳng hạn vậy. Hoặc là giờ con không đi học thì là lần sau không cho đi học luôn. Có nghĩa là mình sẽ cho con biết là cái việc đi học là con muốn chứ không phải là ba mẹ ép con. Là con đi học con sẽ được nhiều cái chứ không phải là con đi học là ba mẹ ép con đi học để con được học, mà cái này là con không đi học là con sẽ không được đi học luôn. Nghĩa là chị sẽ lý giải ngọn ngành đúng và rồi. Tốn nhiều thời gian hơn để mà bé có thể hiểu được sâu sắc câu chuyện thay vì là la mắng hay là áp đặt con. Lúc đầu thì cũng có đó, lúc nào mình cũng không có biết, tại vì nếu như em là đứa con đầu thì em sẽ không có thời gian đó, mà em ngồi em giải rồi em cũng đi lẹ là mình lo trễ giờ mình bồng con đi luôn. Nhưng lần sau thì như vậy thì mình sẽ dành ra một chút thời gian trễ cũng được để mình nói với con mình hiểu. Nhưng mà thời gian kiên nhẫn lắm nha, chứ không phải là 1-2 ngày nghe đâu. Khi mà chị kể em nghe là Lana thích đi học, em bất ngờ lắm. Thích đi tại học. Vì em thất bại trong việc đưa cháu 3 tuổi của em đi học vì bé sợ đi học. Quan trọng là cái chỗ đi học á, nó có phù hợp với con hay không. Ví dụ như chị may mắn thì chị tìm được trường học cho Lana thì đi học được mỗi ngày, là con được học được rất là nhiều. Mỗi ngày là cô giáo tổ chức trò chơi cho con này, hay là những cái môn để cho con, em biết nhỏ xíu về biết học 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 cái gì
học bỏ cái hóa chất này vô xong nổi thí lên nghiệm nó, thí nghiệm hóa học luôn, em khoái lắm. Ờ, xong rồi cái hồi cái nó nổi nổi cái hơi lên, cái bong bóng nó đẩy cái hơi lên, bong bóng bự ra to vậy. Em còn thích nữa đó. Đó, nghe ý là còn mê xong nữa. Rồi có ngày thì đi picnic, đi gọi là ta trang trại để chơi nông trại để chơi các con thú, các cái loài động vật á, là con dê này, con chuột bạch, con chuột, rồi nói chung là trời, được tiếp xúc. Có con rắn không chị? Không, rắn chết á, rắn gặp chị đi, chị chạy mất tiêu. Đó, cho ăn cỏ rồi vuốt dê rồi sướng lắm, nên là cứ mình tìm được cái trường nào, một cái môi trường mà cứ mỗi ngày cho con được học, cho con được tiếp xúc, cho con được chơi là tự nhiên con mình thích đi học. Còn cái trường học mà nó chỉ đưa con mình lên nó để giữ thôi á, giữ con mình thôi là nó khác. Em hiểu không? Giữ là khác, còn cho con đi học là khác. Học là phải học cái gì, lên con học em. Cho nên là từ đó Lana rất là may mắn, là Lana rất là lanh. Lana từ chị 1 tuổi mấy là chị rút kinh nghiệm từ Henry, chị đã cho đi học, chị không tiếc nữa. Chứ hồi đó Henry là mấy tuổi đi học? 3 tuổi. 3 tuổi cho đi học rồi, ổng có hào hứng không? Không, tại tìm đúng được trường như vậy, để tìm một cái trường mà có nhiều cái để cho con học, có khó kinh khủng không? Dạ. Phải gọi là có duyên á. Hả? Nói chung là chị biết ơn trường của Lana. Cho nên là con bây giờ 3 tuổi mà con nói chuyện rất là lưu loát, ngôn ngữ con rất là giỏi, mà nói như người lớn vậy đó. Chị có gan quá không? Tại vì một số mẹ 1 tuổi 15 tháng. Một số mẹ cảm giác là 1 tuổi mấy á, đứa bé nó mới bập bẹ biết nói thôi, nó không có mép được, nó không có về nó trình bày được thì đó vấn đề của nó, rồi lỡ nó bị bệnh lây từ các bạn khác mà cái sức đề kháng của bé lại quá nhỏ, thì đây là một cái chuyện mà nhiều người cũng tranh cãi là cho con đi học vào lúc mấy tuổi. Thì lúc đó chị có nhận được nhiều những cái phản hồi từ gia đình không? Lúc đầu chị không, gia đình chị không có ai nói gì, tại giao hết cho chị rồi, tại vì chị cũng có kinh nghiệm á. Nhưng mà lúc đầu thì Henry là chị cũng bị giống như vậy á, cứ sợ này sợ kia, chị sợ quá trời sợ. Cuối cùng mà chị thấy không ổn nha, qua bên lúc mà con gái chị Lana là chị thấy là ông xã chị cũng rất là có tư duy, và ba mẹ chồng với là mẹ chị luôn, ba mẹ chị đều là khuyến khích cho con đi học sớm. Em là chắc là em nằm trong cái đội của em cứ tin phản đối á, là không. Em sợ rời xa mẹ là vòng tay là bão tố đó. Dạ. Thả con ra là con sẽ alo, con chị bị sốt trên trường rồi, alo chị đón đi, bé gặp tay. Lúc đó chị rất là sợ luôn, em chị sợ lắm. Y chang em, chị y chang em, nhưng bây giờ không, mình tìm được cái trường nó phù hợp và trường nó gọi là nhìn mình, nhìn cái cách thức cô giáo chăm con là mình hiểu. Và có sự theo dõi, ví dụ như con hôm nay ăn được bao nhiêu hay gì, chụp hình là mình cảm thấy nó có camera. Nếu mà em có camera thì em coi đỡ. Còn bên trường chị cũng không cần camera luôn, chỉ cần chụp cho chị biết là thế nào, bệnh sốt như thế nào. Là trời ơi, đến bây giờ thiệt, nói thiệt với em là cô giáo ở trên trường Lana là chăm Lana còn giỏi hơn chị luôn. Kiểu như là cho con uống thuốc lúc con bị sốt á, và cho con ăn á còn hơn chị luôn. Tại vì cái môi trường, em biết sao không? Con mình thấy những bé xung quanh ăn thì con mình phải ăn. Còn ở nhà không có ai ăn, không có ai cùng giống như là chung bên cạnh, thấy không ai ăn hết thôi không ăn luôn. Kiểu uống sữa không. Còn ở trên đó là thấy bạn này ăn thì cũng theo cái thói quen mình cũng phải ăn. Nên theo là kiểu như vậy, thì chị thấy là rồi uống thuốc cũng nói chung là quan trọng cô giáo có kinh nghiệm hay không nữa đây. Em thấy rất là thú vị, bởi vì á chị nuôi Henry bằng bản năng của một người mẹ trẻ rất là hồn nhiên, còn nhiều bối rối. Nhưng mà khi mà đẻ bé thứ hai là Lana thì lại lập tức áp dụng những cái kinh nghiệm của mình thành những cái giải pháp mới. Nhưng mà không phải vì vậy mà Henry bị thiệt thòi đâu. Đến tầm 4 tuổi là chị đã tìm được cái trường phù hợp và cũng cho con đi chơi. Nói chung là năm đầu tiên mình không có tìm được thì cũng hơi khó cho con. Nhưng mà đến từ 4 tuổi là chị tìm được cái trường y như là trường của Lana, và Henry hoạt động, sinh hoạt rất là tốt luôn. Đến giờ Henry rất là năng động, nhưng mà biết kìm lại, là biết quản lý cảm xúc hơn, nói chuyện cũng biết câu cứu. Nó mỗi đứa con của mình, ví dụ con trai con gái nào sẽ khác nhau, không thể nào mà mình quy luật là con trai phải dạy con gái phải dạy. Con trai là nó khác hoàn toàn, con gái nó khác hoàn toàn, nó cái cách dạy, cái cách môi trường sinh sống là nó phải khác. Ví dụ như Henry là phải vô quy tắc quy củ nhiều hơn, còn như Lana thì mình lại hướng về cái chuyện gọi là thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, chứ mình không cần phải quá quy tắc, nhưng mà dễ nghe lời hơn đó. Nó là ở trên mạng em đọc được những cái phương thức dạy con rất là thú vị, em thấy cũng có lý, mà em muốn hỏi một người mẹ có nếp có tẻ như chị á, nghĩ như thế nào. Thí dụ là con trai thì mình phải cho nó khổ lên, nó cực lên để nó rèn luyện cái bản lĩnh và cố gắng
để trở thành một người giàu có, nên mình không cho nó gì hết, cho nó khổ lên. Còn con gái phải như là công chúa vậy đó, cái gì cũng cho, muốn cái gì cũng được để sau này không bị nghịch. Thì chị có nghĩ đó là một quan điểm đúng không? Chị thì chị cũng không, chị thấy thì không không có nói về cái quan niệm đó, nhưng mà chị nói về bản thân chị như vậy đó. Mẹ chị hồi xưa đến giờ thì ba mẹ rất là bao bọc và nói chung là cũng rất là cưng, không có bao giờ bị đánh nè hay là bị la nhiều, nói gì cũng nhẹ nhàng. Và chị đi đâu thì cũng ba mẹ chị cũng đi theo, và chị thấy rõ ràng là được trong cái sự yêu thương của cha mẹ và được sự đầy đủ về tình thương, về cả vật chất và tinh thần. Cho nên là đến bây giờ lớn thì chị có một cái gọi là cái bản lĩnh là chị không cần bất cứ một cái gì để mà có làm mình không bị thiếu thốn. Và những cái tình cảm của gia đình thì mình không cần phải bất cứ những cái tình cảm khác ở bên ngoài hay là những cái vật chất ở bên ngoài nó cuốn theo. Đó là cái điều chị nói về chị. Chị nói về chị thấy cũng đúng. Tại vì nói chung là mình không phải là bị rạch ròi quá như vậy, nhưng mình cho con trai của mình biết là mình, con trai của mình nó phải mạnh mẽ. Dĩ nhiên phụ nữ thì con gái mình vẫn phải cho, nhưng mà nó ở mức độ là con nó lớn trưởng thành hơn. Còn nhỏ con trai của mình thì mình nên cho con vô quy tắc, cho con quyết định mọi thứ. Ví dụ như con trai chị bây giờ đi học là cũng bị ăn hiếp nha em. Thật hả? Dạ. Ăn hiếp là như kiểu các bạn bắt nạt hay là dạng là các bạn chọc ghẹo? Nó không, không phải là dạng ăn hiếp, mà theo kiểu như mọi người nghĩ là kiểu ví dụ như mấy bạn hay nói bởi bạn vậy mình không chơi với bạn, hay là hay có những cái mà chia bè chia phái rồi kiểu bạn và thí dụ như là Henry cũng là ví dụ như Henry bị bạn đánh cho một cái đau là xong Henry về thì Henry có nói với chị, nhưng mà cuối cùng lại là Lee nói, bạn nó lại đi nói với bạn khác là Henry mét. Mét với chị, nhưng mà Henry lại nói là còn, nhưng mà bạn nó lại đi nói với người khác là con đánh bạn đó, đừng có chơi với Henry nữa. Dạ. Đó. Rồi chị xử trí làm sao khi mà con mình bị cô lập thỉnh thoảng vì cái chuyện trẻ con? Thì chị nói là nếu như bạn đó cảm thấy, con thấy là bạn đó bạn không có thẳng thắn, không có thật thà thì con không nên chơi với bạn. Ví dụ như bạn có lỡ bè phá kiểu đó, bạn có rủ rê mọi người không chơi với con, thì con cứ từ từ bình tĩnh xem các bạn nó có tin hay không. Nếu các bạn tin á thì cái nhóm nó không phù hợp để chơi, nhưng con cứ thể kiếm bạn khác tốt hơn để chơi. Tại vì Henry đang bị cảm giác là mọi người không ai chơi với mình. Henry bà nói như vậy à? Henry cảm... có 8 tuổi thôi đó. Có cảm giác vậy, nhưng mà thật ra không phải vậy. Cái bạn đó nói xong thì mấy bạn kia cũng đâu có tin đâu. Vẫn chơi với Henry mà. Đó thì đó, nói chung là chị nghĩ là con trai nó xem mỗi lớp, mỗi trưởng thành thì con sẽ phải có nhiều cái điều nó sẽ xảy ra, thì mình cứ hướng con từ từ. Nhưng mà chị sẽ cho con một cách gọi là lúc nào mình cũng phải thật thà nè, lúc nào mình cũng phải đừng có bị luồn cuối, lúc nào chị cũng nói vậy. Nếu mà con cảm thấy bạn nó không chơi được với con thì cái bạn nó không tốt, thì con có thể không chơi với bạn, con tìm một bạn tốt hơn. Thì sẽ hỏi là trong lớp con bạn nào tốt, rồi tại sao con không chơi với bạn đó. Đó thì con nói là bạn nó không có làm quen. Trong cái hành trình lớn lên của cả Henry và Lana thì em hỏi thiệt là anh Kim đóng vai trò như thế nào? Nói chung thì hai vợ chồng cùng nương tựa với nhau, nhưng mà thí dụ như chị thí dụ anh Kim làm gì thì anh Kim sẽ hỏi chị, hoặc là chị có quyết định một cái gì đó cho con thì chị cũng sẽ kể lại cho anh Kim nghe, để hai vợ chồng có một cái suy nghĩ, một cái suy nghĩ chung. Hoặc là nếu mà có lệch tí xíu á, thì sẽ sửa lại. Em hiểu không? Ví dụ giống như là nói là Henry vừa mới nói với chị hồi chiều luôn á, là mấy bạn như vậy đó, rồi cái mấy bạn đánh con cái xong rồi mấy bạn xong bạn đi, bạn nói với những bạn khác là Henry đánh rồi đừng có chơi với Henry nữa, thì chị cũng sẽ mét, cũng nói lại luôn, cũng nói lại với anh Kim là đó, Henry nha mới kể cho em vậy, thì chị đây chị xem coi là hai vợ chồng có chung một cái ý khuyên không. Thì anh Kim kêu đi trang luôn, anh cũng nói là nếu như vậy thì con không nên chơi với bạn tiếp tục, tại vì bạn như vậy là bạn không tốt. Nếu như con nói chuyện đàng hoàng với bạn á mà bạn nghe con thì con thành công, con tốt rồi đó, con hướng bạn là đừng làm vậy nữa, đừng có đi nói sai sự thật như vậy. Còn nếu mà con nói không được nữa mà bạn kéo bè kéo phái là không ai chơi với con, thì con cứ nói với ba mẹ, phải nói với thầy cô để cho ba mẹ biết được cái tình hình đó, ba mẹ lên có thể nói chuyện với cô giáo để cô giáo nói chuyện lại các bạn, thì
chị thấy là hai vợ chồng cũng khá là hợp ý với nhau. Nhưng mà cái chuyện mà chị nói thật với mọi người là đến bây giờ thì đến chị chia sẻ với Trinh là Henry thì rất là thân với ba, giống như là nó có một cái gọi là cái gì em, sự đàn ông á em, nó thu hút với nhau hơn là với mẹ. Cũng tâm sự với mẹ nhiều, nhưng mà nó như chị, em thấy chị bánh bèo không? Nhưng mà đối với người đàn ông thì dứt khoát, một cái này hai cái kia, ba ơi con làm gì đúng, ba ơi con thế này, và anh kia sẽ là người tâm sự với Henry nhiều. Những lúc mà chị thấy hai cha con bún quýt đi đá banh hay là đi đón nhau về thủ thỉ như vậy á, chị có thấy là rất là yên tâm, rất và những cái cảm xúc nào đó nó trỗi dậy trong mình không? Chị thấy may mắn, tại vì dù sao cũng cái điều đó là cái điều chị cần nhất từ lúc mà Henry ra đời. Chị thấy rất là hạnh phúc, và nói chung may mắn là chị gặp được ông xã chị cũng là cái người của gia đình đó, nên là rất là thương Henry như con của mình, nên là thấy hạnh phúc. Đến bây giờ Henry lớn, Henry cũng bắt đầu hiểu ra được nhiều thứ. Có bao giờ Henry buộc miệng nói cái gì đó mà chị suy nghĩ hoài về câu nói đó không? Nhất là khi bé đã đầy đủ nhận thức. Ví dụ là mẹ ơi, con thấy là ba thương con hơn mẹ, sao mẹ khó khăn quá, hay là những cái câu nói mà suy nghĩ về gia đình một cách rất chín chắn. Henry nó không dám nói vậy đâu. Nó cứ nhiều lúc nó biết, cũng biết suy nghĩ lắm. Nó cũng không có rạch ròi ra cái chuyện là ba thương con hay là con thương ba. Con thương mẹ nữa, con thương ba. Châu về chưa đầy mấy giây sau, con thương ba, con không thương mẹ nữa. Ba xì ba vậy đó. Thì cái Lana như vậy. Nhưng mà Henry bắt đầu lớn rồi thì không bao giờ nói như vậy. Thì nói là có một cái câu này hơi cảm thấy rất là dễ thương, và cảm thấy là thật sự mình cũng tự hào cho con trai mình đó. Kể là mẹ, nếu mà kiếp sau á thì con có được làm con của ba mẹ không, làm cháu của bà ngoại bà nội không, ông nội đó, nó như vậy. Thì chị nói làm chứ, con vẫn làm con của ba mẹ đó, nếu như mà giờ kiếp này con ngoan. Kiểu con này không ngoan là kiếp sau là ba mẹ đổi nha. Cái sau là dạ, thì con ráng ngoan, con ngoan này con được làm con của ba mẹ. Ủa vậy chứ con chưa sợ hả? Con chưa sợ là con làm con của ba mẹ hả? Thế la quá trời, con chưa sợ hả? Không, không sợ, con có ba mẹ. Mát lòng mát dạ quá. Để được một người con mà mình nghe được những câu nói như thế, để đủ ấm lòng cả đời á chị. Thật sự, tại vì hả, cứ nghĩ là Henry không thích mỗi lần ba mẹ la, cứ nghĩ là vậy, nhưng thật ra là hiểu hết đó em, hiểu hết. Rất là biết là mỗi lần ba mẹ dạy dỗ, ba mẹ la của mình là thương mình, là chỉ có biết là ba mẹ thương mình nhất thôi. Thì cái điều đó là anh chị cũng sẽ nói hoài, nói từ lúc Henry còn nhỏ, để cho Henry hiểu là dù con có đi đâu hay nữa thì gia đình, ba mẹ, ông bà thương con nhất, nên là con phải nghe lời. Những lúc Henry hồi xưa, có lúc nhỏ là Henry không chịu nghe lời luôn á, rất là mệt mỏi luôn. Nhưng mà một thời gian bắt đầu là con nó lớn dần nó nhận thức được, thì nói câu đó là chị thấy yên lòng đó. Chứ mấy lần mà cứ la hay là phạt là coi như là cũng ẩm ực lắm. Cũng đó là cái thời em có khủng hoảng từ 3 tuổi nè 7 tuổi nè, đó là hai cái thời điểm khủng hoảng. Rồi lớn khoảng tầm 12 tuổi rồi đến cứ 15, 16 em biết cái mốc đó đó, là nó khủng hoảng là ai, con của tất cả gia đình đều sẽ phải trải qua cái thời điểm đó. Nhất là cái giai đoạn á, khi mà Henry được 5 tuổi á, lúc đó là năm mới ra đời. Chị có nghĩ lúc đó là Henry cũng sẽ có những cái suy nghĩ là chắc chắn ba mẹ hết coi mình là cục vàng rồi, tại vì có cục vàng mới không? Có chắc chắn luôn đó em. Mới đầu là lúc mà Lana ra đời là chị cũng đã phải tìm hiểu rồi đó. Thì hiện như là mẹ chị cũng nói rồi, rất mọi người xung quanh cũng đều nói là coi chừng Henry sẽ cảm thấy ganh tị khi thấy ba mẹ trong. Lana cũng giận mấy lần rồi đó. Nhưng mà anh chị cũng nói là con nhìn lại đi, em nó còn nhỏ quá à. Tả cho Henry biết là Lana còn nhỏ lắm này con, thấy không? Nói cũng nói được, đi cũng đi được, ngồi cũng vững nữa, thấy không? Ngồi em thấy con em giờ ngồi lắc xương sống cũng cứng. Con này con cao lớn hơn em nè, con biết đi nè, con biết nói chuyện nè, con biết nhiều thứ hơn, con biết bấm tivi, con biết đủ thứ. Con có gì con đau là con la, con khóc là con có dụ như con đói bụng là con sẽ nói con đói bụng. Nhưng em đâu biết nói đâu con.
thì bây giờ con đừng làm vậy con, nếu mà con cảm thấy con buồn là không đúng. Tại vì con thấy thật sự ba mẹ chăm em rất là cực, ba mẹ không có thời gian đi ngủ nữa, em con nhìn mặt mẹ ra cũng cho nhìn con thấy không, mắt mẹ thâm không, tóc tay mẹ bơ phờ nhìn nó có đẹp đâu, con thấy con có thương mẹ không, nó dễ thương thì nhưng mà nói rồi ngày hôm sau cũng quên vẫn vậy. Nhưng mà rồi từ từ con nó hiểu, nói chung là làm cha làm mẹ đến bây giờ mình mới thấy rõ ràng là cha mẹ mình rất là kiên nhẫn, rất là thương, rất là bao dung mình, nên mình cũng sẽ mình đối xử với con mình. Chứ còn bây giờ mà cứ thấy con vậy thôi, mới đầu thì chị cũng bực nha, tại vì giống như em có em bé rồi, đôi lúc em thế còn có cháu nữa, một cái tâm lý của một người mẹ mới sinh nó dễ bị stress lắm. Vừa phải quay trở lại công việc, vừa phải giữ dáng dấp, rồi vừa rất rất nhiều thứ, rồi vừa phải vừa là thiên chức người mẹ là phải vừa chăm con thật tốt, xong rồi vừa phải đi làm tốt, nói chung mọi thứ cái gì cũng perfect hoàn hảo, nhưng lúc mình cũng mệt mỏi đúng không em, quá mệt mỏi luôn. Nếu mà làm tốt thì bên phía gia đình ba mẹ cũng sẽ để ý, cũng sẽ đánh giá mình chứ, rồi xong là con mình nó cũng không được như mình mong muốn, rồi nói chung là nhiều cái để suy nghĩ. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu mình thấy rõ ràng là nó không, mình chỉ cần kiên nhẫn duy trì thì con mình nó sẽ hiểu. Em thấy sinh đứa con ra thì không phải là chỉ khó khăn vài tháng đầu mà nó còn là một cái hành trình cả đời kinh khủng đó. Sau này mà chị còn phải nuôi cháu, còn phải nuôi con của chị sẵn sàng nha, chị thích đi nữa. Đúng rồi, chị sẵn sàng, tại vì chị nghĩ là ở một cái mốc thời điểm nào nó cũng là một cái điều rất là hạnh phúc, nếu mình tìm được sự bình an, mình tìm được cái ý nghĩa trong công việc của mình, trong việc mình làm á, nó thật ý nghĩa lắm. Đến bây giờ thì chị vẫn thấy chị còn đang nung nấu đây nhưng mà chị còn chưa dám. Có nghĩa là ông xã vẫn thích chị sinh một em bé, nhưng mà thật ra đến bây giờ chị muốn dành thời gian cho hai đứa nhiều hơn. Để mình dạy dỗ tới tốt. Rồi thì chị suy nghĩ lại lẹ đi, năm đẹp mà. Không, chị để từ từ, mới lần nào mới 3 tuổi à. Ok. Và hôm nay thì chắc chắn là không có chỉ là gặp nhau rồi mình nói chuyện phím đâu. Mình sẽ còn nhiều điều để chia sẻ với các mẹ bỉm sữa. Mà các mẹ thì rất là quan tâm đến việc là các mẹ khác như thế nào. Không phải là để so sánh, nhưng là để đối chiếu lại xem là bản thân mình á có đang làm tốt hay không. Em hay nhận được những cái inbox nho nhỏ ở trên những cái nền tảng của em á, là chị ơi con chị tháng này nó bao nhiêu ký vậy? Đúng rồi. Nó dài nhiêu vậy chị? Trời ơi, sao cái con đó em là nỗi lo của các mẹ. Con chỉ bú được 150 chưa? Sao con em được có 60 à? Mà đôi khi mình không có dám tư vấn chị. Tại vì bản thân mình không phải bác sĩ. Mình cũng chỉ là một người mẹ trẻ mới đẻ con ra, áp dụng ngày nó trộm vía nó ngoan thì nó uống được 150, 200 gì đó. Mình không dám nói là tại vì đứa bé này cái bình nó như thế nào, hoặc là do em có biết cách cho bú hay không. Không có thể nào như vậy được. Mỗi mẹ là mỗi kiểu, mỗi sức khỏe của mỗi bé là mỗi cách. Thì chị có nghĩ là tư vấn nhiệt tình quá thì cũng không nên, mà không tư vấn thì gọi là ích kỷ không? Chị nghĩ là cứ tư vấn đi trời. Tại sao mình không tư vấn? Ví dụ mình có kinh nghiệm, mình hiểu biết thì mình nên tư vấn. Còn cái việc lựa chọn các mẹ cuối cùng là việc lựa chọn quyết định cuối cùng chứ mình còn mình biết mà mình không nói thì đâm ra không được. Nhiều khi cái biết của mình nó hữu hạn lắm. Nó hữu hạn thì đừng nói. Nói đó, mày bà chết. Em nín em đâu dám nói. Mà nhiều khi không nói thì bảo sao bí quyết mà không có chia sẻ cho mọi người. Ăn cái gì, uống cái gì, rồi cái vitamin nào, rồi không, xong rồi bé ngủ làm sao. Em, chị nghĩ em cứ mạnh dạn thôi. Giống như bản thân chị, ví dụ như là chị với Kim Cương và anh Phúc á. Suốt ngày cứ chia sẻ với nhau thôi. Nói chị ơi, sao con em hả, nó uống sữa không à, nó không ăn gì hết. Thì chị mới nói là nè, chị rút kinh nghiệm từ Henry nha. Là do là con hay bị thiếu chất. Ví dụ như cảm giác như buổi tối con đi ngủ mà ra mồ hôi nhiều. Thì cái đó chị cũng tìm hiểu từ chị dâu chị, và tìm hiểu từ những người mẹ khác, chứ đâu phải tự nhiên chị biết đúng không? Với lại chị cũng tìm hiểu ở trên nhưng mà cũng không bằng thực tế đâu. Đó, thực tế là quan trọng hơn là còn search Google thì nó cũng chỉ chung. Ý là mình phải chia sẻ trải nghiệm mà, thí dụ ra mồ hôi nhiều thì sao để em biết, em dò lại em chuyện của Luca coi. Mồ hôi nhiều là do thiếu chất, thiếu kẽm, vitamin D, canxi. Em biết đến bây giờ Lana vẫn phải cung cấp những cái chất đó vào cơ thể mình mỗi ngày luôn. Nhưng mà thí dụ như có bé nó không ra nhiều, nó đầy đủ chất thì thôi khỏi. Mà thí dụ con mình bị nhiều chuyện là do thiếu gì chị? Nhiều chuyện hả? Mẹ buổi tối là 1-2 giờ nó vẫn còn vậy thì em phải cảm thấy rất là vui vì con mình khỏe. Là nói nhiều là hoạt động là nhiều là khỏe. Bây giờ mà im nghe là mệt á. Chứ không phải chị thử bế nó thử coi. Chị bế tự nhiên giữa đêm
đang đi bình thường, cái nhìn vô cái chỗ khoan phải thấy không, nói chuyện nói chuyện với ai, trời em sợ tâm linh chứ. không có cái đó là con mình đang kiểu như nó đang bập bẹ nói chuyện tiếp với cái đèn đúng rồi. Với lại tại vì cứ 2 tiếng con em là 2 tiếng ngủ dậy bú, 2 tiếng ngủ đâu biết buổi sáng buổi trưa buổi chiều tối như giống như mình thì con mình đang tập thôi, đang chuẩn bị biết nói nè đó, đừng lo. Nói chung tụi em chị thấy nhiều bạn đến bây giờ đến đứa thứ hai là tụi em kinh nghiệm liền. Mà đứa đầu nào cũng lo cái gì cũng lo. Họ đẻ thứ ba đó đi chị, đi mốt cái gì chị chỉ cho em từng lứa tuổi một cho nó sát. Thôi bây giờ được khỏi đẻ cũng chỉ được mà, tự nhiên đợi đẻ nó hơi gài hoài. Chết rồi. Trời ơi mới 3 tuổi rồi, em không cần đợi chị đẻ, bây giờ em cứ hỏi chị đi, chị chỉ hết cho. Ví dụ đó như mồ hôi là mình phải thêm, đó như là kim cương nè. Vừa nhìn thấy Henry kìa, chị Thủy ơi chị đổi sữa đi chị đổi đi vì chị tin em. Cái cách của Kim Cương, chị tin em đi chị, vì uống loại sữa này em thấy là Henry nó chưa gọi là vằm vỡ đó, kiểu là người chưa có kiểu chiều cao rồi mọi thứ. Ừ, em rồi. Thấy gì chị cũng nói, chị có cảm thấy bị tổn thương không, ý mà nói tôi là con tôi còi hay cái gì không, chị đâu thấy tổn thương mà chị thấy biết ơn nữa. Ô tự nhiên tại vì rõ ràng là ủa mọi người tìm ra đi bí quyết, mọi người chia sẻ cho mình thì mình quá biết ơn để con mình có thể uống một cái dòng sữa tốt. Tại vì những người giống như Kim Cương là đã cho con mình uống rồi, cảm thấy là nó rất là tốt thì mới chia sẻ cho mình. Trời ơi cái điều đó mà làm gì đâu tổn thương, mình thấy biết ơn hơn nhiều, nhiều hơn, biết ơn nhiều luôn á. Giống như là chị thấy rõ ràng là mình cứ tiếp nhận những cái kinh nghiệm từ các mẹ đi, rồi mình làm mình chọn lọc cái nào phù hợp cho con. Ví dụ như mình đã cho uống vitamin D rồi, mình uống kẽm rồi thì mình thiếu canxi thêm canxi vô. Chứ đâu phải nhất thiết là mọi người cứ nói là ví dụ như là mọi người nói là giống như có mọi người kêu em uống rồi nhưng thật ra là uống tổng hợp nó không đủ. Uống là phải uống từng cái buổi riêng. Sáng là D, D, là C, D, C và canxi. Dạ. Đó, rồi sắt, còn buổi trưa là không được uống canxi nữa. Nói chung là có những loại chỉ uống buổi sáng không thôi. Dạ. Đó thì đó cái chỗ. Wow. Mọi người thấy không? Hành trình nuôi con có thể bắt đầu là zero là không, nhưng mà từ từ mình sẽ thành hero. Dạ đúng rồi. Là người hùng, tại vì mình mở lòng ra, mình biết cách học hỏi. Ban đầu có thể không biết thì mình học lý thuyết ở trên mạng. Đúng. Học lý thuyết không đã thì mình đi hỏi han những người chị. Nên đi hỏi. Hỏi han mà cảm thấy còn nghi ngờ nữa thì mình thì hỏi có thêm thể nhiều người nữa. Hỏi thật nhiều trường hợp cụ thể, và mình đừng có lo lắng quá khi mình trở thành một người mẹ có một chút xíu sai lầm ở ban đầu, nhưng từ từ rồi mình cũng sẽ tìm được cái phương pháp phù hợp đúng với rồi. Đứa trẻ nhà mình, và càng ngày đứa bé sẽ càng hiểu ý của mình cũng hiểu ý bé đúng không chị? Đúng. Điều gì tâm đắc nhất trong hành trình là tâm đắc á hả, là tự hào đó, là cảm thấy điều đó tốt mà muốn chia sẻ với mọi người về một cái phương cách dạy, một cái điều mà chị tâm huyết. Nãy giờ nói quá trời luôn, giờ không biết cái nào hết trơn. Đó chị phải ngồi suy nghĩ coi. Cái nào cũng tâm huyết trơn rồi. Nào ta? Nếu giống như em đi ha, nếu em nói là điều mà em tâm huyết nhất, tâm đắc nhất khi em nuôi Luca để thành một đứa trẻ hay cười, vui vẻ, ngủ tốt, ăn tốt, và bản chất easy của nó đó là nó dễ dàng, không cần theo phương pháp nào hết á, là em luôn nương theo cảm xúc của con và luôn ôm con vào lòng bằng tình yêu thương, và đứa trẻ trở nên rất dễ tính. Còn riêng chị Thủy thì sẽ như thế nào khi mà chị nhắc về những đứa con ngoan và biết yêu thương cha mẹ của mình? Nói chung là chị tâm đắc nhất là chị đã dành hết thời gian cho con chị, và chị bảo toàn được tất cả những cái điều mà con xảy ra. Ví dụ như là Henry nè hay là Lana, là những cái có những cái khó khăn á, nhưng mà chị không có bỏ con chị. Chị luôn luôn dành thời gian để mà mình xử lý. Ví dụ con bị bệnh, bị sốt giữa đêm, và con hiện tại bây giờ thì không có bị bệnh vặt nhiều và xử lý rất là nhanh đó. Ví dụ như nhiều mẹ cứ thấy là con bị sốt hay là 39 độ là coi như tức tốc đưa vô bệnh viện, nhưng mà kiểu như là đến bây giờ là chị là mỗi lần cảm cúm là chị biết cách để làm sao cho con không có bị phải đi vô bệnh viện trở nặng hơn. Thì nói chung là chị và con chị bây giờ hiện tại thì hai đứa thương yêu nhau, mình chỉ cho con hai. Chị thì khác em là con nó còn nhỏ, con chị bây giờ lớn rồi, là mình sẽ chăm làm sao để hai đứa hòa thuận, thương yêu nhau, chơi chung được với nhau, mặc dù khoảng cách là 5 tuổi. Đó, đến bây giờ là hai anh em biết nắm tay nhau, biết chia sẻ với nhau là cái điều chị cảm thấy rất là ngọt ngào. Bởi vì hồi xưa đi chơi với nhau thì Henry chê em là nhỏ quá, còn bây giờ là Henry chịu chơi với em rồi, em cũng thích chơi với anh, lúc nào cũng anh hai đâu rồi, anh hai. Đó thì chị cảm thấy hạnh phúc lắm. Nói chung là như vậy. Cảm ơn chị rất là nhiều. Bởi vì hôm nay không chỉ là mình ngồi lại để mình chia sẻ, mà thông qua câu chuyện của mình, biết đâu các mẹ cũng sẽ thấy thấp thoáng hình ảnh của chính mình.
đôi lúc sẽ rất là rực rỡ xinh đẹp như một đóa hoa, gọn gàng tươm tất khi đi họp, khi đi làm, khi đến những buổi tiệc sang trọng, nhưng mà đâu đó hình ảnh mù xù rồi hả, hôi hám bao nhiêu là sữa men học của con, rồi mắt thâm, rồi mắt thâm, rồi tất cả mọi thứ đen đen đúa. Chúng ta đều giống nhau về nhân dạng, và chúng ta đều giống cả cái tim đập bên trong thình thịch, lúc nào cũng nghĩ đến sức khỏe và sự an vui của các con. Nên mong rằng là cộng đồng mẹ bỉm sữa sẽ luôn luôn mở lòng chia sẻ cho nhau, hướng dẫn cho nhau những cái đường đi nước bước để mà mình nuôi dạy những đứa con trước hết là khỏe, sau đó là ngoan và biết yêu thương nhau. Đúng rồi. Và hy vọng là ngày hôm nay á, trò chuyện trong ngày một buổi tối mà con mình đi ngủ á, thì chị cũng đã được mở lòng thoải mái hơn. Thoải mái chứ, mỗi lần mà chị được trốn con chị đi cái là chị nói dữ lắm. Hôm nay mà thời lượng chương trình dài nữa chắc chị nói nữa. Chị nói gì nữa? Thì nói khi nào mà chương trình còn nữa thì chị nói đến hết chương trình luôn. Không sao, em còn nhiều số, em còn rất là nhiều những cái vấn đề. Tại vì chị hiểu. Chị hiểu các mẹ mà khi mà trốn con đi rồi đó, ta nói là được thoải mái hơn một xíu, rất là thương luôn. Dạ. Có một thời gian gì đó để mình có thể chia sẻ với nhau như vậy rất là quý luôn. Tại vì ở nhà mà suốt ngày con khóc nè, xong mà cứ chăm con miết rồi, không có thời gian dành cho bản thân, cũng không có một thời gian rảnh để chia sẻ với mọi người những cái điều trong cuộc sống, như lúc dễ bị gọi là trầm cảm. Đó. Không ấy khi nào mà cần cập nhật tình hình bà con cô bác chiến sự showbiz thế nào chị qua em có luôn hả? Khi nào mà em cần cập nhật là ăn uống ngủ nghỉ rồi như thế nào để nuôi dạy trường học các kiểu á, thì em alo chị rồi. Ok, mỗi lần qua là một ký xoài nha, ký xoài xanh luôn nha, em để sẵn muối tôm chấm luôn đó, ngon quá, chảy nước miếng nữa. Nhưng rồi mà cháu uống trà sữa đúng không? Không uống nữa. Thôi được rồi, vậy mình uống nước ép thôi cũng được. Nước ép cũng ít đường đúng không? Dạ. Nước ép không đường luôn đi rồi. Cho nó ốm cho nó tốt khỏe. Còn em là trà lợi sữa ha, các loại cốm các kiểu để lợi sữa đi. Ủa giờ em cho bố hả? Vẫn phải cho bố chứ. Thế hả? Mấy tháng rồi, mấy năm, một năm chưa ta? Chưa, mới 6 tháng thôi. Em được cho bố tới 1 năm lận. Còn chất là còn cho. Ok, quá tuyệt vời. Dạ. Chúc mừng em. Một người mẹ tuyệt vời. Cảm ơn chị Thủy và cảm ơn tất cả mọi người đã cùng lắng nghe. Hôm nay là một chương trình mà tuy là chuyện phiếm của hai chị em thôi, nhưng mong mọi người cũng sẽ có được thật là nhiều những cảm giác thư giãn, vui vẻ, xả stress. Nhất là các mẹ con vừa ngủ xong á, mình cầm điện thoại mình nghe ra rã cũng vui tai. Đúng rồi. Mình cũng học được thêm nhiều những cái điều nhỏ. Có một cái gì đó, chương trình quá hay luôn. Chị thấy chia sẻ như vậy các mẹ nghe các mẹ thấy thoải mái lắm. Sẽ không còn bị áp lực là mình có nuôi dạy con tốt hay không, hay là người này người kia góp ý vậy mình có coi từ ái hay không. Không nên như vậy, mình cứ thoải mái. Mình cứ đặt vị trí là một người mẹ, nhưng mà đừng có áp lực về cái việc là có nuôi dạy cái con thành công không. Trước sau gì cũng là những người mẹ rất là vĩ đại. Thật sự là như vậy. Nói chung là từ zero to hero cũng rất là nhanh thôi cả nhà ơi. Cảm ơn các mẹ rất là nhiều đã dành thời gian lắng nghe chương trình Gặp Nhau Khi Con Ngủ với khách mời là ca sĩ, người mẹ siêu nhân Thu Thủy, doanh nhân Thu Thủy. Có đâu. Người đẹp Thu Thủy. Tất cả là chúng ta đều như vậy. Người mẫu Thu Thủy. Có người mẫu. Đổ trong lòng em chị luôn. Mẫu hậu, mẫu hậu em. Hy vọng là chúng ta vẫn sẽ gặp lại chị Thu Thủy. Ok. Với đứa bé thứ ba. Hồi đấy là đừng em ơi. Chị nói vậy thôi chứ chị không cũng chưa có can đảm lắm. Mọi người đừng tin Trinh, đừng tin nha. Nung nấu thì cũng đừng được. Đừng tin những càng gì Trinh con càng nói. Chị ơi. Hả? Em đẻ trước đi rồi chị đến chị nha. Em tới bây giờ đó. Tới luôn đi em ơi. Em bây giờ là phải hai đứa bằng chị đi đã. Dạ, trong thời gian thì em tranh luận về việc đẻ này thì xin mời quý vị chúng ta dùng một tách trà và ngủ thật là ngon nha. Đẻ thôi cho mấy đứa nhỏ nó ngủ. Nãy giờ nói nhiều quá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người nha. Bye bye.